Ichizu đang ngủ ngon thì một giọng nói đầy quyền lực vang lên, kéo cậu ra khỏi giấc mơ ngọt ngào về ngôi nhà ấm cúng, những đứa trẻ dễ thương và người vợ tương lai hoàn hảo. Mắt vẫn còn ngái ngủ, cậu nhìn lướt qua đồng hồ và nhận ra mình chỉ còn vài phút để tới lớp. Như bị kim châm vào mông, Ichizu bật dậy, lao ra khỏi nhà với tốc độ siêu thanh, quyết tâm không để bị trễ học. Vừa tới cổng trường, cậu đã chứng kiến một cảnh tượng khó tin, đàn chị Mai đang giao đấu kịch liệt với một con tôm khổng lồ, ánh mắt nghiêm nghị không hề dao động. Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Ichizu quyết định giúp đỡ đàn trị, cậu lôi cuốn sổ tay ra, vẽ nhanh vài đường cơ bản về hình dáng của con Phantom. Những nét vẽ tưởng chừng đơn giản nhưng lại chứa đựng sức mạnh không tưởng. Ichizu cầm cuốn sổ lên cao, đọc thần chú và một luồng sức mạnh kỳ ảo bỗng phát ra, hút con Phantom vào bên trong cuốn sổ như thể nó chưa từng tồn tại. Sau đó, khi phát hiện con này thuộc hệ hỏa, Ichizu không chần chừ dùng pháp lực hệ thủy để xử lý nó hoàn toàn. Mặc dù đã lập công lớn, nhưng cả hai lại vô tình làm hỏng chiếc đồng hồ quý giá của nhà trường trong quá trình chiến đấu công và tội bù nhau nên số tiền thưởng đáng lẽ thuộc về họ lại bay biến mất để lại hai con người tự lập phải đối mặt với nguy cơ cạp đất mà ăn mai đàn chị của cậu cho rằng nhóm hai người như họ không đủ mạnh để đối phó với các nhiệm vụ khó khăn hơn và đề nghị cần phải chiêu mộ thêm thành viên để gia tăng sức mạnh trước khi tiến hành bất kỳ nhiệm vụ mới nào Ichizu đề xuất cả hai nên tìm hiểu về nguồn gốc của con phantom mà họ vừa đối đầu hóa ra thế giới này được gọi là thế giới phantom một nơi tưởng chừng chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng nhưng mười năm năm trước một vụ nổ hóa học xảy ra tại một nhà máy đã lan truyền một loại virus lạ vào không khí. Loại virus này tác động đến não bộ của con người, khiến họ nhìn thấy những sinh vật kỳ quái khắp nơi. Trên đường về nhà, Ichizu bất ngờ lạc vào một khu nghĩa địa xa lạ, nơi cậu nhìn thấy một cô gái đang sử dụng siêu năng lực hút quái vật vào miệng. Đó chính là Izumi, nhân tố bí ẩn mà cậu cần tìm. Ichizu nhanh chóng tiến tới làm quen và xin số liên lạc, nhưng do sự cố phá hoại của tinh linh nhỏ bên cạnh, cậu bị Izumi hiểu lầm là tên biến thái. Mặc dù vậy, Ichizu không bỏ cuộc cậu kiên nhẫn năn nỉ và thậm chí đã Izumi một bữa ăn no nê. -e. Cuối cùng, nhờ sự chân thành và lời mời nhiệt tình của mình, Ichizu đã thành công thuyết phục Izumi gia nhập nhóm. Vừa thấy một thành viên mới đáng giá, Mai vui mừng khôn xiết. Cô chào đón Izumi và nói chỉ cần có năng lực tốt, cô sẽ không bao giờ thiếu việc làm. Ngay sau đó, cô giáo giao cho nhóm một nhiệm vụ mới, đó là đi dẹp loạn mấy con fan tông cột điện đang quậy phá trong thành phố. Không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của số tiền thưởng, cả nhóm nhanh chóng xuất phát tới hiện trường, sẵn sàng cho cuộc chiến tiếp theo. Khi nguy khí còn đang hừng hực, Mai vừa bước vào khu vực chiến đấu đã muốn lao ngay vào đám cột điện đang nhảy múa điên cuồng. Với quyết tâm ngút trời, cô vận toàn bộ sức mạnh để đối kháng, nhưng không ngờ cái cột điện đầu tiên cô chạm tới lại bắn ra tia lửa điện mạnh đến mức khiến cô như muốn bật ngửa. Theo những gì Ichizu, con mọt sách của nhóm, đã kịp thời thông tin, cả ba nhanh chóng hiểu ra rằng cách duy nhất để đối phó với đám cột điện quái quỷ này là phải hòa nhịp cha 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 với chúng. Nhiệm vụ nghe có vẻ đơn giản, nhưng cái khó nằm ở chỗ mỗi khi cả ba vượt qua được một sợi dây điện mà chúng răng ra sợi dây tiếp theo lại hạ thấp hơn điều này khiến việc vượt qua trở nên khó khăn gấp bội cuối cùng cả ichizu và izumi đều bị giật điện người tê tê như muốn bị nướng chín chỉ còn mỗi mai đủ sức đứng vững kiên quyết giành chiến thắng để đảm bảo cả nhóm có bữa cơm hải sản thịnh soạn trong tháng này tuy nhiên với sự bất tiện của bộ ngực tròn trịa của mình mai gặp không ít khó khăn khi cố gắng vượt qua sợi dây cuối cùng nhưng với sự kiên trì và quyết tâm không từ bỏ Cuối cùng cô cũng thành công ép bộ ngực vượt qua sợi dây điện an toàn. Điều này cũng khiến việc tiêu diệt đám cột điện còn lại trở nên dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng đến bước quan trọng nhất là thu phục chúng, Ichizu mới sực nhớ ra rằng cậu đã quên mất phải mua sổ mới. Không sao, vẫn còn một giải pháp khác. Izumi với chiếc bụng không đáy, nhanh chóng thể hiện khả năng ăn cả thế giới của mình. Chỉ với một cái há mồm, toàn bộ đám cột điện biến thành bữa ăn ngon lành lấp đầy dạ dày của cô nàng. Với một đồng đội như Izumi, con đường làm giàu của cả nhóm chắc chắn sẽ nhanh chóng thành công rực rỡ khi cả nhóm quay lại gặp cô giáo để báo cáo kết quả nhiệm vụ họ vô tình chạm trán với một cô gái tóc hồng trông rất lạ mặt từ sau sự việc này izumi chính thức đồng ý gia nhập nhóm của ichizu và mai vào ngày hôm sau khi tình cờ gặp lại cô gái tóc hồng ichizu chủ động đưa tay chào hỏi nhưng cô lại phớt lờ anh khiến cậu cảm thấy khá khó chịu sau khi hỏi thăm cô giáo họ biết được rằng cô gái ấy tên là minase một cô gái có siêu năng lực mạnh mẽ và khả năng chiến đấu xuất sắc minase thậm chí còn là nhân viên của cục tình báo quốc gia nổi tiếng với việc tiêu diệt tôm. Tuy nhiên, vì tính cách khó gần và luôn muốn chiến đấu một mình, Minase không bao giờ hợp tác với ai. Bé tinh linh tò mò hỏi Ichizu có cảm thấy thích Minase không mà lại quan tâm đến cô ấy như vậy. Ichizu trả lời rằng nhân tài như vậy ai chả muốn làm thân, cơ mà thái độ của nhỏ đó thì khó mà tiếp cận. Hôm nay, cô giáo giao cho nhóm nhiệm vụ diệt trừ những con Phantom robot đang quậy phá tại một nhà máy. Thực ra, Minase đã nhận lệnh từ cục kiểm soát để tới đó trước, nhưng cô giáo muốn cả nhóm tới hỗ trợ Minase, hy vọng rằng qua đó cô có thể hòa đồng hơn với mọi người lệnh của cô giáo không thể từ chối nên cả ba nhanh chóng khởi hành khi tới nhà máy vừa nhìn thấy đám robot mina c bắt đầu sử dụng siêu năng lực của mình với một loạt câu thần chú phức tạp tuy nhiên các chiêu thức của mina c dường như không có tác dụng thậm chí còn bị một loại sóng âm vô hình phản lại không những không làm suy yếu được đám robot mina c còn bị chúng tấn công dữ dội may mắn thay mai kịp thời xuất hiện dùng liên hoàn cước đạp bay một con robot con robot cầm đầu thấy có biến liền lộ diện và kích hoạt chế độ nhân bản tạo ra một đội quân robot hùng mạnh đúng lúc đó ichizu với trí nhớ siêu phàm của mình nhanh chóng nhận ra điểm yếu của loại phan này cậu nhận ra rằng đám robot này có thể đang sử dụng một loại sóng tương khắc với sóng âm của minase nếu phá vỡ cái loa của con robot cầm đầu đội hình của chúng sẽ sụp đổ ngay lập tức với tài năng tấn công của mình mai không chút trần trừ tung một cú đá chuẩn xác vào cái loa của con robot chủ khiến nó im bặt ngay tức khắc cuối cùng nhờ sự hợp sức của cả nhóm đám robot bị tiêu diệt hoàn toàn và nhiệm vụ đã được hoàn thành một cách xuất sắc sau khi giải quyết xong đám robot mai lập tức muốn làm quen với minase nhưng thái độ lạnh lùng của cô gái tóc hồng chẳng những không giảm mà còn tăng thêm vài phần minase không ngần ngại tuyên bố rằng việc hợp tác lần này tiền công sẽ được chia đều để không ai phải mắc nợ ai bên kia bé tinh linh của nhóm đang thăm thú xung quanh chợt bắt gặp một chiếc máy nhỏ kỳ lạ và lập tức xin phép mang về nhà để nghịch ngợm tối hôm đó cả nhóm ghé qua nhà ichizu để tắm nhờ một bữa khi bước vào căn nhà mọi người không khỏi ngạc nhiên trước tàng thư các đồ sộ thậm chí còn hoành tráng hơn cả thư viện của trường nhìn qua cũng đủ hiểu vì sao Ichizu du lại có vốn tri thức uyên thâm đến vậy đột nhiên cả đám bắt gặp bé tinh linh đang mê mải mân mê chiếc máy nhỏ mà cô nàng đã thó được hồi sáng vì tò mò Ichizu du cùng mọi người cầm lên xem và phát hiện trên màn hình máy hiển thị một dãy mã cốt lạ lùng tuy nhiên trước khi kịp giải mã chiếc máy đột ngột tắt ngúm và dù Ichizu du có thử mọi cách nó vẫn không có dấu hiệu hoạt động trở lại vì đã khuya mọi người quyết định ra về trước còn Ichizu sẽ cố gắng sửa chiếc máy thêm một chút xem liệu có tìm ra manh mối gì không. Nhưng rồi tới sáng hôm sau, cậu vẫn không thể làm cho nó hoạt động trở lại, đành phải gác lại và tập trung vào việc nâng cao khả năng triệu hồi phan tôm của mình. Bên này, Mai và Izumi đang chăm chỉ tập yoga với mục tiêu có được thân hình với số đo 3 vòng chuẩn chỉnh. Nhân tiện Izumi muốn hỏi về chiếc máy bí ẩn hôm qua, nhưng không ngờ Ichizu lại bất ngờ bật chế độ Zapper, tuôn ra một tràng dài các kiến thức khó hiểu mà chẳng ai muốn nghe. Đúng lúc đó, cô giáo mang đến nhiệm vụ mới. Lần này, địa điểm hành động là ở ký túc xá nữ và nhìn ánh mắt sáng rực của Ichizu là biết cậu hứng thú thế nào rồi. Khi tới nơi, các cô gái ở ký túc xá cung cấp thông tin rằng gần đây, một vật thể lạ thường xuất hiện và thích chơi trò biến thái. Cứ mỗi lần các cô thay đồ, nó sẽ tự động kích hoạt chế độ chụp trộm. Trước tình huống này, Mai đề xuất cô và Izumi sẽ làm mồi nhử, còn Ichizu bị đẩy ra ngoài và giao nhiệm vụ hỗ trợ từ xa. Trong lúc rảnh rỗi, Ichizu bắt đầu vẽ các con phantom để nâng cao khả năng triệu hồi của mình. Đột nhiên, nghe thấy bên trong có động tĩnh lớn cậu lo lắng ghé đầu vào xem thử kết quả của việc chăm sóc quá đà là ichizu bị đạp văng ra ngoài lần thứ hai được gọi vào nhưng do lỡ tay động chạm izumi cậu lại bị ném ra ngoài không thương tiếc lần này cũng chẳng khá hơn là mấy sau nhiều lần bị hành hạ cuối cùng ichizu cũng hoàn thành xong bản vẽ phan tôm siêu xịn của mình để thử nghiệm cậu cắt tiết triệu hồi và chờ đợi một con quái vật hùng mạnh xuất hiện ai ngờ kết quả chỉ là một chú cún con dễ thương không thể tả chẳng liên quan gì đến hình ảnh hổ báo mà cậu đã vẽ đã thế dù ichizu có ra lệnh thế nào chú cún vẫn phớt lờ và quyết định ngủ ngay tại chỗ bất ngờ chiếc máy bí ẩn vô tình chạm phải chú cún khiến nó tức giận và bắt đầu nổi loạn đuổi theo chiếc máy không ngừng sau một màn quậy phá tanh bành cả nhóm cuối cùng cũng thành công chế ngự và phong ấn chiếc máy biến thái vào trong bụng izumi vết thương trên tay ichizu nhanh chóng được chữa lành nhờ cái mút tay đầy ẩn ý của cô dù nhiệm vụ đã hoàn thành nhưng khi nhìn thấy căn phòng bị phá tan nát chủ nhân của nó chỉ biết ngao ngán mà thốt lên tụi bay có nhiều cái tao không thèm nói đâu đấy trong khi Ichizu đang mày mò với chiếc thiết bị mà cậu đã mất cả buổi tối để kích hoạt mà không có dấu hiệu gì thì bất ngờ nó lại tự phát tín hiệu trở lại vào sáng hôm sau hôm nay là ngày nghỉ nhưng cả nhóm vẫn phải đối mặt với nhiệm vụ quan trọng đó là giải quyết mấy con phan tông ngang ngược đang gây rối trên cây cầu mà họ thường xuyên qua lại khi Ichizu và Izumi đến nơi họ phát hiện Mai đang đứng từ xa ánh mắt trầm ngâm nhìn lũ trẻ chạy nhảy trên cầu chìm đắm trong những hồi tưởng về quá khứ Mai nhớ lại những kỷ niệm từ thời thơ ấu khi cô còn là một cô bé nhút nhát, hoàn toàn khác với người phụ nữ mạnh mẽ ngày nay. Ichiju nhận ra điều này, liền hỏi thêm để hiểu rõ hơn về đàn chị của mình. Mai tiết lộ rằng ngày xưa cô từng rất rụt rè, nhưng đây quả là một điều khó tin đối với tất cả mọi người. Hai người ngồi tàu tới tận chiều tối mới đến nơi, vừa chạm mặt với con tôm đang chờ sẵn, Mai không ngần ngại hỏi chúng chán sống hay sao mà dám quấy rối trật tự công cộng ở đây. Đáp lại lời cáo buộc của Mai, con tôm đầu tiên phủ nhận, nói rằng nó không hề gây rối trong khi một con khác vừa xuất hiện liền nói chúng ở đây chỉ vì muốn đấu một trận ra trò với Mai thôi. Mai cũng không ngần ngại, tuyên bố nếu nó thích thì chị đây sẽ chiều. Tuy nhiên, hai con tôm này mạnh hơn cô tưởng. Chúng phối hợp tấn công, khiến Mai bị thương ngay từ chiều đầu tiên. Thấy tình hình nguy cấp, Ichizu buộc phải triệu hồi chú cuốn siêu lười ra để cầm chân chúng, tạo cơ hội cho cậu cõng Mai rút lui. Ichizu nghĩ, tranh thủ thời cơ chạy trốn cùng Mai. Nhưng trước khi rời đi, Mai không quên cảnh cáo bọn chúng lần sau quay lại, Cô nhất định sẽ đánh cả bọn không còn một mảnh giáp. Mai nhận ra rằng với đội hình hiện tại, chắc chắn họ không thể thắng nổi hai con phan tông kia. Do đó, cô quyết định mở khóa chế độ huấn luyện nghiêm khắc, giúp cả nhóm nâng cao năng lực trước khi đối mặt với kẻ thù. Trong suốt quá trình tập luyện, Izumi thể hiện sự quyết tâm cao độ, hoàn toàn trái ngược với thái độ trước đây. Trong khi đó, Ichizu vẫn không thoát khỏi việc bị các chị bón hành. Không muốn chịu cảnh nhục nhã mãi, Ichizu đề nghị với Mai rằng cậu có thể sao chép ký ức của chị. Một ý tưởng mà cậu tin rằng sẽ tăng cường sức mạnh cho cả nhóm ngang ngửa với chị Mai. Khi nghe Ichizu trình bày quy trình sao chép, Mai không khỏi nghi ngờ và cảm thấy có điều gì đó rất phi lý. Tuy nhiên, cô giáo tình cờ nghe được và lại ủng hộ ý kiến của Ichizu, khuyên cả nhóm thử nghiệm phương pháp này. Cô giáo từng là nhân viên của một nhà máy khoa học nổi tiếng tại Ala City và cô đã có ý tưởng giúp quá trình sao chép ký ức diễn ra dễ dàng hơn. Sáng hôm sau, cả nhóm cùng nhau đến những địa điểm mà Mai từng ghé qua khi còn nhỏ, nhằm kích thích những ký ức trong cô. Nhìn cảnh Ichizu và Mai cùng nhau đi dạo, Izumi bất giác cảm thấy chút khó chịu, như thể có điều gì đó không đúng lắm. Hai người tiếp tục đi xem phim, leo núi và ghé thăm các địa điểm khác nữa. Khi họ đến chân cây cầu, Mai không khỏi bồi hồi khi nhìn thấy đám hoa quen thuộc dưới chân. Nơi này gợi cho cô nhớ về những ngày tháng tuổi thơ, khi cô thường tách biệt khỏi bạn bè, đến đây ngắm hoa một mình. Mai nhớ rằng có một lần, hai đứa trẻ đã đến rủ cô chơi cùng. Không hiểu sao ngày hôm đó, cô cảm thấy bản thân như biến thành một người khác dễ dàng bắt chuyện với hai đứa trẻ kia. Ngay lúc đó, hai con fan tôm mà họ đã chạm chán trước đó bất ngờ xuất hiện trở lại. Không đợi gì thêm, chúng lao vào tấn công Mai. Trong trận đấu, với thế một trọi hai, Mai dần rơi vào thế yếu, bị đá bay ra xa vài mét. Ichizu vội vàng chạy ra đỡ lấy Mai, nhưng không may bị vấp ngã, khiến đầu của cả hai va vào nhau. Ngay lập tức, một dòng điện kỳ lạ chạy qua, đưa cả hai vào không gian tràn ngập ký ức của Mai. Ichizu vui mừng nhận ra cậu đã thành công thâm nhập vào ký ức của Mai cậu nhanh chóng kêu gọi mai nghĩ ngay đến những chiêu thức máu chiến nhất để cậu có thể tranh thủ tiếp thu khi tỉnh dậy ichi du tiết lộ rằng cậu đã nhìn thấy cảnh tượng thời bé nơi mai từng kết bạn với hai đứa trẻ phan tôm tuy nhiên dù cậu có cố gắng gợi lại ký ức đó thế nào mai vẫn không thể nhớ nổi chuyện này theo lời hai đứa phan tôm ngày bé mai đã rất hổ báo khác xa hình ảnh hiền lành mà cô vẫn nghĩ về bản thân chính vì đã phải chịu sự tác động vật lý vô cớ từ mai hai đứa trẻ phan tôm này đã dành 15 năm để lên kế hoạch trả thù Ichizu nhận ra rằng nếu cậu có thể nhìn thấy những ký ức này của Mai, cậu chắc chắn có thể giúp đỡ chị trong trận chiến sắp tới. Dưới sự động viên nhiệt tình của mọi người, Ichizu buộc phải lao vào đấm đá vài chiều Ban đầu chiêu thức của cậu có vẻ có tiềm năng, nhưng như ông bà vẫn thường nói, 30 chưa phải là Tết. Dù có nỗ lực thế nào, một dân nghiệp dư như Ichizu không thể tránh khỏi việc bị dân chuyên nghiệp hạ đo ván một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, với tinh thần không chịu thua của nam chính, Ichizu quyết không đầu hàng dễ dàng như vậy. Mặc dù bị hành cho ra bã, nhưng trong quá trình đấu đá cậu đã nắm bắt được cách hạ gục hai con phan tôm lì lợm này với sự tâm linh tương thông ichizu và mai phối hợp cực kỳ ăn ý mỗi chiêu thức mà họ tung ra đều mang đầy tính sát thương cuối cùng đánh bại hai con phan tôm một cách tâm phục khẩu phục dù đã thua trong trận này nhưng hai đứa phan tôm vẫn không bỏ cuộc thề rằng dù phải mất thêm 15 năm nữa chúng cũng sẽ quay lại để tái đấu với mai vì trận chiến quá căng thẳng ichizu vẫn đang kiệt sức và nằm lăn lóc ở đằng xa sáng hôm sau Mai bất ngờ nhận ra rằng Ichizu đã thâm nhập vào ký ức của cô. Điều này làm cô lo lắng, vì điều đó có nghĩa là cậu có thể biết hết những bí mật thầm kín của cô. Tuy nhiên, Ichizu trấn an Mai rằng ký ức của cô sẽ biến mất khỏi đầu cậu vào ngày mai, không còn lưu lại dấu vết nào. Sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cả nhóm không chỉ nhận được tiền thưởng mà còn được ban thưởng thêm 4 vé đi ăn buffet lẩu nướng trọn gói. Izumi với chiếc bụng không đáy, tuyên bố phải ăn uống cho đã cái nư để bù đắp lại năng lượng. Nhìn thấy chồng đĩa cao như núi trước mặt Izumi, mọi người đều ngầm hiểu rằng mấy bữa nữa khi izumi quay lại chủ quán chắc chắn sẽ treo bảng đóng cửa từ xa sau bữa ăn mọi người vui vẻ chào tạm biệt nhau nhưng khi trở về nhà izumi lại cảm thấy cô đơn lạ thường khi cô đang mải suy nghĩ một chiếc mô tô vụt qua với tốc độ kinh hoàng izumi nhanh chóng nhận ra người lái xe là chị gái của mình nhưng chị ấy không hề để ý đến cô làm tăng thêm nỗi buồn trong lòng izumi trong lúc đang trầm tư izumi bước lên chiếc xe buýt thường ngày dù thường đi xe này nhưng hôm nay cô có cảm giác rất lạ lẫm dù vậy, cô không còn lựa chọn nào khác vì đây là chuyến xe cuối cùng trong ngày. Không ngờ, từ một góc gần đó, Minase đang âm thầm quan sát mọi chuyện với vẻ mặt căng thẳng. Sáng hôm sau, Izumi kể lại chuyện kỳ lạ trên chiếc xe buýt cho mọi người nghe. Bé tinh linh rụt rè đưa ra giả thuyết rằng có thể Izumi đã bị thôi miên mà không hề hay biết. Ngay lúc đó, Minase bước tới và khẳng định rằng chiếc xe buýt đó thực chất là một phan tôm chuyên sử dụng thuật thao túng tâm lý, kéo người lên xe vào những giấc mơ kỳ quái. Minase đã theo dõi phan tôm này từ lâu, nhưng tới giờ vẫn chưa có cơ hội ra tay. Hết giờ học, cả bốn người cùng nhau tới địa điểm đó để xem xét tình hình. Khi chiếc xe buýt xuất hiện, nó lập tức nhắm vào Izumi để thao túng tâm lý cô. May mắn thay, Ichizu đã nhanh chóng chạy theo và cùng Izumi bị hút lên xe. Trên chuyến xe kỳ lạ đó, cả hai bị đưa tới một không gian xa lạ, hoàn toàn khác biệt so với thế giới thực tại. Ichizu chứng kiến Izumi bị lũ phantom dụ dỗ, thao túng tâm lý để chơi trò gia đình. Dù biết mình phải cứu cô, nhưng Ichizu đánh giá thấp đối thủ và chẳng bao lâu cậu cũng bị chúng thao túng nhập tiệc ăn uống với tinh thần hăng say hết mình hai người mắc kẹt trong trò chơi gia đình qua đêm chỉ được trả về thực tại khi chiếc xe buýt quay lại vào sáng hôm sau để đón học sinh lúc này cả ichizu và izumi mới nhận ra rằng thời gian dường như đã ngừng trôi kể từ khi họ bước lên chiếc xe không hề nhích thêm một giây nào ngày hôm sau izumi chia sẻ với mọi người về việc cô và ichizu bị thôi miên và không mất nhiều thời gian để cả nhóm nhận ra nguyên nhân chính là bữa tiệc thịnh soạn họ đã bày ra Họ đoán rằng những kẻ kia đã cố ý lợi dụng lòng tham ăn của cô để đánh lừa cô. Izumi cũng tiết lộ thêm về việc gia đình cô luôn có định kiến với Phantom, dù cho cô cũng mang một nửa dòng huyết của chúng. Chị gái cô người sở hữu sức mạnh của Phantom đã bị bố mẹ coi thường và phải bỏ nhà ra đi từ rất lâu. Vì thế, Izumi không dám kể cho gia đình biết về việc cô tham gia câu lạc bộ săn Phantom, vì nếu biết, họ chắc chắn sẽ phản đối và cấm cô tham gia bằng mọi giá. Điều này khiến cô cảm thấy rất buồn mỗi khi nghĩ về gia đình và về nhà. Chiều hôm đó, chỉ có Mai đồng hành cùng Izumi và Ichizu tới bến xe buýt. Khi xe buýt tới, Izumi và Ichizu bất ngờ bị hút vào bên trong, khiến Mai cùng tinh linh của cô lập tức nhảy vào theo. Nhìn thấy cảnh tượng hai người kia bị thôi miên, Mai quyết tâm giữ cái đầu lạnh và quyết nói không với đống đồ ăn hấp dẫn kia. Nhưng vào khoảnh khắc không chú ý, cô lại bị chính tinh linh của mình cho ăn và rồi nhanh chóng nhập vai thành chị gái của cái gia đình giả tưởng kia. Cô nói không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu quả thật đúng trong tình huống này. Chỉ đến khi Ichizu đi vào nhà vệ sinh, thải hết đống đồ ăn ra ngoài, lý trí của cậu mới quay lại. Cậu nhanh chóng kéo Izumi vào và giúp cô tỉnh táo trở lại. Tuy nhiên, cậu nhận ra rằng để đánh thức Izumi khỏi trạng thái mê muội này, cần phải có biện pháp mạnh mẽ hơn, vì những lời nói nhẹ nhàng dường như không hiệu quả, không còn lựa chọn nào khác. Ichizu du liều lĩnh ôm chặt Izumi vào lòng, cuối cùng thành công giúp cô lấy lại lý trí. Khi Izumi nhận ra gia đình này chỉ là giả, mọi thứ trong giấc mơ cùng hai con phantom cũng biến mất. Cô cảm thấy có chút tiếc nuối với gia đình này, bởi sự ấm áp họ dành cho cô chính là điều cô luôn khao khát. Tuy nhiên, nếu cô quyết định ở lại, cô sẽ không thể quay đầu lại được nữa. Ichizu dùng cả tính mạng để khuyên nhủ, đã giúp cô từ bỏ ý định đi theo hai con phan tôm kia và kết thúc giấc mơ hão huyền. Mọi thứ dần trở lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra. Sau một ngày đắn đo và đấu tranh tư tưởng, Izumi quyết định kể cho cha mẹ về chuyện của mình. Thật may mắn, khác với sự phản đối đối với chị gái cô, lần này cha mẹ đã thông cảm và chấp nhận đứa con mang nửa dòng máu fan tôm là cô sau khi mọi chuyện của izumi tạm lắng xuống câu chuyện hôm nay chuyển sang minase mỗi tối minase dành thời gian để đi thu phục những con phan tôm không biết trời cao đất dày đối với minase việc kết giao với mọi người là vô nghĩa cô luôn tập trung vào việc tiêu diệt phan tôm và không bao giờ dành thời gian kết bạn với mọi người xung quanh chính vì vậy dần dần mọi người bắt đầu xa lánh cô vì không ai ưa cái tính lạnh lùng đó nhiều lần nghe thấy các bạn công khai nói xấu sau lưng nhưng minase luôn bỏ ngoài tai những lời chế giễu ấy hôm nay Giáo viên giao cho Mina nhiệm vụ xử lý vài con Phantom tôm đang có ý định trộm hai chuồng thỏ và gà đem về nhúng lẩu. Ichizu tình cờ nhìn thấy Mina C đi một mình, quyết định theo dõi xem có sự việc căng thẳng nào diễn ra không. Khi Mina C tới chuồng gà, cô nhìn thấy một cô bé đáng yêu tên Kuzumi đang cho thỏ ăn. Cùng lúc đó, con fan tôm rồng xuất hiện, Mina C sử dụng những câu thần chú dài để chế ngự nó. Tuy nhiên, vào đúng lúc nguy cấp, Ichizu lại xuất hiện không đúng thời điểm, khiến tình hình càng thêm rối ren. Mina kịp thời lao tới cứu cậu, nhưng cũng bị dính trưởng khói độc của con rồng khiến cô không thể dùng giọng nói để áp chế nó trong lúc nguy cấp kuzumi ra lệnh cho con gấu cưng an bớt của mình lao tới tát con rồng một cú đầy sức mạnh ngay sau đó mai xuất hiện và tặng con rồng thêm một cú đá khiến nó nhanh chóng rút lui cẩn thận ichizu đưa mina c tới phòng y tế để kiểm tra và khi xác định cô không sao cậu mới thở phào nhẹ nhõm tuy nhiên mina tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện của những người khác thay vì cảm kích cô cho rằng chính họ đã cản trở và làm hỏng cơ hội thu phục phan tôm của mình. Mai, không chịu thua, chuẩn bị đứng dậy đối đáp thì cô giáo xuất hiện, đề nghị một kèo thi thố giúp hai bên giải quyết mâu thuẫn. Đội nào tiêu diệt được phan tôm trước sẽ khiến đội kia phải cúi đầu xin lỗi. Với toàn những người máu lửa, kèo lập tức được chấp nhận. Minase tuyên bố rằng cô chỉ cần một mình cũng đủ để tiêu diệt phan tôm. Tuy nhiên, Ichizu cảm thấy không công bằng khi Minase đang bị thương và cậu chính là nguyên nhân khiến cô bị như vậy. Mai không ngăn cản cậu mà quay sang chào mừng Kuzumi và đội mình một cách ngang ngược mà không cần hỏi ý kiến cô bé luôn. Dù Minase có cố gắng đuổi khéo cậu thế nào, Ichizu vẫn kiên quyết bám theo nhỏ tới cùng. Cậu tự tin rằng mình có thể sử dụng thuật triệu hồi để gọi con phan tôm đó ra ngay lập tức, giúp hai đứa tiết kiệm thời gian chờ đợi. Nhưng ngược lại, dù chờ đến khi trời tối mịt, cả hai vẫn chưa thấy bóng dáng của con phan tôm đâu. Chán nản với việc chờ đợi vô ích, Minase quyết định bỏ cuộc và về nhà trước. Ichizu cũng không còn cách nào khác, đành tạm thời rút lui tính toán lại kế hoạch cho ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Mina C tự thưởng cho mình một cốc sữa để bổ sung năng lượng, hỗ trợ quá trình phục hồi sức khỏe. Khi cô bước ra ngoài, đã thấy Ichizu Du đứng đợi sẵn, bám đuôi cô đi tìm Phantom. Nhóm của cậu cũng đến chuồng thú từ rất sớm, nên không tránh khỏi việc hai bên lại chạm mặt nhau. Không ai chịu nhường ai, cả hai bắt đầu màn đấu khẩu như thường lệ, cho đến khi Ichizu Du đứng ra giảng hòa, cuộc tranh cãi mới chịu dừng lại. Mina C là người phát hiện ra nơi xuất hiện của con Phantom trước, nhưng do sức khỏe chưa hoàn toàn hồi phục, cô để nó chạy thoát một lần nữa quyết không để vụt mất cơ hội mina quyết định nghỉ học hôm nay quyết tâm tìm ra con phan tôm bằng mọi giá khi ichizu báo cáo chuyện này với cô chủ nhiệm cô ấy đã kể cho cậu nghe về quá khứ của mina hồi nhỏ mina từng chạm trán với con phan tôm này tại chuồng thỏ cũng nhiều lần đó mà sức mạnh của cô bộc phát lần đầu tiên phong ấn con phan tôm ấy lại tuy nhiên chính vì sức mạnh quá lớn mà mina bắt đầu bị mọi người từ gia đình đến bạn bè xa lánh thậm chí cô bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà và phải nương nhờ vào cục tình báo về Phan Tôm. Với Mina C, Phan Tôm chính là kẻ thù không đội trời chung và đó là lý do cô luôn liều mạng đuổi bắt con Phan Tôm đó Đúng lúc ấy, bé Tinh Linh gọi điện thông báo đã tìm thấy Mina đang gấp rút chạy tới công viên. Ichizu lập tức tạm biệt cô giáo rồi nhanh chóng chạy đến đó. Dù sức mạnh của Mina đã gần như hồi phục hoàn toàn, nhưng khi đối đầu với con Phan Tôm, cô vẫn bị lép vế và bị đánh bại chỉ sau chiêu thức thứ hai. Khi Phan Tôm chuẩn bị tung đòn kết liễu, Ichizu cùng đội em bất ngờ xuất hiện, phối hợp nhuần nhuyễn để lật ngược tình thế. Con phan tôm chưa kịp phản ứng đã bị Ichizu hút thẳng vào cuốn sổ ma thuật của cậu, không còn đường thoát. Nhìn thấy vết thương của Minase, cô giáo vội vàng yêu cầu Izumi sử dụng khả năng chữa trị của mình để giúp cô hồi phục. Khi Minase tỉnh lại, cô giáo cẩn thận kiểm tra con phan tôm từ đầu đến cuối và đưa ra kết luận rằng con này hoàn toàn khác với con phan tôm mà Minase từng gặp ngày trước. Sau khi mọi chuyện kết thúc, Minase vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, không một lời cảm ơn rồi lặng lẽ quay lưng bước về nhà. Sáng hôm sau, Ichizu vừa bước xuống nhà đã thấy Minase chờ sẵn ở đó. Với vẻ bẽn lẽn, Minase xin lỗi cậu vì những chuyện đã xảy ra và cảm ơn cậu vì sự giúp đỡ hôm qua. Đặc biệt, Minase còn ngỏ ý muốn đi chung với cậu trong những lần săn phan tôm tiếp theo. Điều này khiến Ichizu không khỏi bất ngờ và bối rối. Hôm nay có lẽ mặt trời đã mọc từ hướng Tây rồi. Trong khi đó, Kuzumi đang trên đường đến trường, nhưng hôm nay em ấy lại cảm thấy không hề muốn tới chút nào. Đang mải mê suy nghĩ về lời mời của Mai hôm trước, muốn em ấy tham gia đội khi họ gặp khó khăn, Kuzumi bất ngờ chạm mặt Ichizu đang đi ngược hướng với mình. Sự xuất hiện bất ngờ của Ichizu khiến Kuzumi giật mình và suýt ngã. Ichizu nhanh chóng chạy tới đỡ lấy cô bé, nhưng ngay khi tay cậu chạm vào tay em ấy, một luồng điện kỳ lạ xuất hiện, khiến cả hai dần chìm xuống vũng nước dưới chân. Dù tinh linh của Ichizu cố gắng cứu giúp, nhưng cuối cùng cả ba vẫn rơi thẳng xuống vũng nước. Khi vừa đáp xuống một không gian kỳ lạ, cả ba còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy ba con gấu bông tiến tới chúng tự xưng là quân lính hoàng gia đến bắt công chúa kuzumi để đưa về hoàn thành hôn lễ với hoàng tử nước láng giềng không thể đứng yên nhìn kuzumi bị bắt đi ichizu vội vàng định dùng cuốn sổ ma thuật để phong ấn chúng lại nhưng rồi cậu chợt nhớ ra trong lúc mải giữ lấy kuzumi cậu đã làm rơi cuốn sổ ở thế giới thực rồi giờ làm sao đây ngay lúc đó gấu bông albert bất ngờ xuất hiện và tung một cú đấm mạnh mẽ không trực phát nào vào một trong ba con gấu đối thủ Hành động của Anbot nói lên tất cả, nó đang bảo vệ công chúa Kuzumi. Khi ba con gấu kia nghe thấy tên Anbot, mặt chúng lập tức biến sắc, không còn chút máu, bởi Anbot chính là đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, một nhân vật mà ai ai cũng phải e rè Kuzumi không thể tin vào mắt mình, bé gấu đáng yêu của cô lại có thể nói chuyện và bảo vệ cô dũng cảm đến thế. Trong niềm vui sướng, cô bé ôm chầm lấy Anbot, cảm giác như tìm thấy một người bạn thân thiết. Anbot nhanh chóng dẫn mọi người về căn cứ ẩn nấp của nó, nơi nó đón tiếp họ bằng những hũ mật ong thượng hạng đặc sản của vùng đất này. Tại căn cứ, Albert bắt đầu kể về tình hình hiện tại của thế giới này. Kuzumi vốn là công chúa của một vương quốc đã suy tàn và mọi người trong vương quốc muốn gả cô cho một hoàng tử xa lạ ở nước láng giềng. Vì không chấp nhận hôn sự, Kuzumi đã quyết định bỏ trốn. Trong cuộc chạy trốn đầy nguy hiểm, nhiệm vụ của Albert với tư cách là cận vệ trung thành là bảo vệ cô công chúa nhỏ thoát khỏi sự truy đuổi không ngừng của quân lính. Khi Albert vừa dứt lời, một nhóm gấu bông khác lao vào căn cứ. Chúng đều là thuộc hạ trung thành của công chúa Kuzumi. Nhìn thấy cô vẫn an toàn, cả nhóm thở phào nhẹ nhõm và không nán lại lâu, chỉ ghé qua thăm một chút rồi rời đi để công chúa có thời gian nghỉ ngơi. Lúc này, Ichizu bắt đầu suy nghĩ rằng có thể thế giới này chỉ là giấc mơ được tạo ra từ tiềm thức của Kuzumi, có lẽ vì cuộc sống bên ngoài quá áp lực nên em ấy muốn trốn vào một thế giới yên bình, nơi có những chú gấu bông đáng yêu mà cô yêu thích. Khi họ đang cố gắng xác định thêm vài điều, Anbot bất ngờ lao vào thông báo rằng tên hoàng tử đang dẫn quân tấn công vào căn cứ để bắt lại công chúa Kuzumi. Bọn chúng rất đông và mạnh với khả năng hiện tại, cả nhóm chắc chắn không thể chống lại. Trước tình hình nguy cấp, cả nhóm đành bỏ chạy dưới sự truy đuổi gắt gao của lũ quân lính. Nhưng việc cứ chạy trốn mãi thế này không phải là cách giải quyết tốt nhất. Anbot quyết định hy sinh, ở lại cản bước bọn chúng để Ichizu dẫn công chúa đến nơi an toàn. Thật không may, Anbot bị tên của hoàng tử bắn trúng và bị thương nặng. Nhưng may mắn thay, trong lúc bất cẩn, tên hoàng tử dẫm phải một cái bẫy, khiến cả đội quân của hắn bị cầm chân không thể thoát ra. Nhân cơ hội đó, cả nhóm nhanh chóng đưa Anbot rời khỏi nơi nguy hiểm. Vết thương của Anbot ngày càng nghiêm trọng, khiến Kuzumi vô cùng lo lắng. Từ khi còn nhỏ, Anbot đã là người bạn thân thiết giúp cô vượt qua những khoảng thời gian cô đơn nhất. Nhưng khi cả nhóm còn chưa kịp bình tĩnh, một trận rung chấn lớn xảy ra. Nhìn qua cửa sổ, họ phát hiện tên hoàng tử đã sử dụng phép thuật biến mình thành một con robot khổng lồ, chuẩn bị tấn công căn cứ. Anbot lo lắng kêu gọi mọi người mau chóng chạy đi, nhưng Kuzumi biết rằng đây là lúc cô cần phải đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình. Dưới sự động viên của Ichizu kuzumi quyết định không trốn chạy nữa mà sẽ chiến đấu để bảo vệ những người mà cô yêu thương cô dũng cảm bước ra ngoài kiên quyết từ chối lời cầu hôn của hoàng tử một cách dứt khoát sự từ chối này khiến hoàng tử nổi cơn thịnh nộ hắn lao vào tấn công kuzumi nhưng kuzumi không hề nao núng sức mạnh tiềm ẩn trong cô bỗng nhiên được kích hoạt mang đến cho cô bộ trang phục và vũ khí chiến đấu đặc biệt cả hai lao vào một trận chiến căng thẳng tạo ra những cú va chạm mạnh mẽ dung chuyển cả một vùng trời cuối cùng cái thiện vẫn chiến thắng cái ác hoàng tử bị đánh bại một cách thảm hại và phải cúi đầu xin tha trong sự nhục nhã. Mọi chuyện kết thúc, Kuzumi ôm lấy Albert và cảm tạ trời đất vì nó đang dần hồi phục. Cô đã chiến thắng được áp lực từ chính mình và cũng là lúc mọi người quay trở về thế giới thực. Khi đã về tới nơi an toàn, Kuzumi cảm ơn Ichizu vì tất cả những gì cậu đã làm cho cô. Sau đó, cô theo chân Ichizu tới gặp Mai và mọi người. Giờ đây, Kuzumi đã có đủ dũng khí và khả năng để gia nhập đội chiến đấu với Phantom cùng các bạn. Sau khi thức trắng đêm cày ngôn tình, Sáng nay Ichizu đi học trong trạng thái mệt mỏi, mắt díp lại vì buồn ngủ. Ngồi trong lớp, cậu chốc chốc lại gật gà gật gù, chỉ mong tiết học kết thúc thật nhanh để về nhà đánh một giấc thật ngon. Tuy nhiên khi cậu quay sang nhìn thằng bạn bên cạnh, liền giật mình kinh ngạc vì nó dám công khai ngủ ngay trong lớp thế này. Nhưng điều lạ lùng hơn là không chỉ có cậu bạn bá đạo đó, mà cả lớp đều đang ngủ ngon lành như những chú bò non, ngay cả thầy giáo cũng nhập hội ngủ này luôn. Khi đến giờ ăn trưa, Ichizu cảm thấy một điều gì đó rất lạ lắm toàn bộ căng tin đều chìm trong không khí kỳ quặc khi mọi người không ai bảo ai đều đồng loạt gọi món cá dù thấy kỳ quái Ichizu cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của món ăn này nhanh chóng đặt cho mình một suất như thể muốn hòa vào cùng bạn bè bên ngoài Minase đang ngủ trưa chợt bị đánh thức bởi một tiếng động lạ nhỏ theo dấu tiếng động rồi tới một căn biệt thự bỏ hoang trông thật u ám và bí ẩn căn biệt thự này từng là nơi tụ tập của các quý tộc yêu mèo nhưng sau một vụ tai nạn thảm khốc chủ nhà qua đời và lũ mèo cũng bị đuổi đi bây giờ Nơi này đã bị bỏ hoang trong thời gian dài. Quay trở lại trường học, Ichizu bắt đầu nhận ra điều gì đó không ổn. Mọi người dường như càng lúc càng hành xử giống như mèo, từ thói quen ngủ ngày cho đến cách ngồi rình rập như chuẩn bị bắt chuột. Kuzumi đến nhờ cả nhóm giúp tìm kiếm con mèo của bạn em ấy bị lạc. Thấy nhiệm vụ có vẻ đơn giản, cả nhóm liền nhận lời mà không suy nghĩ nhiều. Khi đến cửa hàng tiện lợi, cả đám bất giác bị thu hút bởi đống thức ăn dành cho mèo. Gương mặt ai nấy đều ánh lên sự thèm thuồng, nước miếng như muốn chảy ra. Khi tinh linh của Ichizu cầm đồ chơi mèo lên nghịch, cả đám không tự chủ được mà vồ lấy nó, giống hệt như một bầy mèo đang bị chủ chơi đùa. Sáng hôm sau, du đến trường và kinh ngạc phát hiện ra rằng không chỉ hành vi mà cả ngoại hình của tất cả học sinh trong trường cũng thay đổi, ai nấy đều mọc tai và đuôi mèo. Ngay cả Izumi và Mai cũng không tránh khỏi tình trạng này. Ban đầu, du tưởng mọi người đang đam mê hóa trang, định xin kiểu làm kỷ niệm, nhưng bị Mai đập cho một trận nhớ đời vì dám tự tiện mà không hỏi ý kiến ai lúc này mina c kể với mọi người rằng nguyên nhân họ bị biến thân như vậy có thể là do con phan tôm ở biệt thự mèo đang thao túng tâm lý khi hết giờ học cả nhóm quyết định đi đến biệt thự để xem xét tình hình khi vào bên trong họ phát hiện trong một ngăn kéo tủ có ảnh của những học sinh cũ từng yêu thích mèo càng tiến sâu vào trong biệt thự họ càng thấy nơi này như một mê cung với nhiều căn phòng khác nhau càng đi càng khó tìm lối ra khi cả nhóm bước vào căn phòng cuối cùng ở cuối hành lang con mèo mất tích mà họ đang tìm kiếm bỗng xuất hiện trước mắt tuy nhiên vừa nhìn thấy mọi người con mèo liền bỏ chạy cả nhóm định đuổi theo nhưng cửa đã bị khóa chặt giờ đây cả đám không khác gì những con chim bị nhốt trong lồng không thể thoát ra đột nhiên một đôi mắt mèo khổng lồ xuất hiện từ trần nhà và lúc này cả đám mới hiểu rằng lý do họ không cảm nhận được mùi của phan tôm là vì ngôi nhà này chính là hiện thân của một con phan tôm khổng lồ cả nhóm bắt đầu tấn công con phan tôm bằng mọi thuộc tính mà họ có nhưng tất cả đều vô ích khi một cánh cửa bí ẩn mở ra do con phan tôm tạo ra cả nhóm không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước vào bên trong họ phát hiện ra không chỉ ba học sinh cũ mà còn cả chân thân của con phan tôm khổng lồ không thể đấu tay đôi với phan tôm kuzumi cùng izumi quyết định đàm phán trong hòa bình sau một hồi đối thoại căng thẳng con phan tôm đồng ý trả lại con mèo bị lạc và hủy bỏ lời nguyền về virus mèo giúp mọi người trở lại bình thường để trả ơn cả nhóm quyết định tân trang lại tòa biệt thự biến nó thành một nơi sống động hơn kuzumi cùng cô bạn của mình cũng nhiệt tình giúp đỡ vì nhóm đã tìm lại được bé mèo của họ Cô giáo sau đó thông báo rằng đã xin phép nhà trường biến nơi này thành một phòng trà chiều cho mọi người. Chẳng bao lâu nữa, từ một căn biệt thự hoang tàn, nơi này sẽ trở thành một chốn vui chơi nhộn nhịp, là điểm đến lý tưởng cho học sinh sau những giờ học căng thẳng. Nhưng sự yên bình chưa kéo dài được lâu thì một biến cố khác lại xảy ra. Vừa giải quyết xong vấn đề về những học sinh biến thành mèo, nay cả nhóm lại đối mặt với một nhóm khỉ vô duyên, ngang nhiên phá phách ngay trong học viện như trốn không người. Chúng dựng hẳn một bể tắm nước nóng giữa sân rồi nằm nghỉ ngơi, chẳng khác gì đang thư giãn ở biển Hawaii nhìn phong thái của con khỉ đứng xa xa cả nhóm chắc chắn rằng nó chính là đầu đàn của lũ khỉ ngang ngược này trong khi lũ khỉ tận hưởng thoải mái tất cả mọi người đều mất mồ hôi vì hơi nước từ bể bốc lên Ichizu không thể phong ấn được con khỉ vì việc vẽ lại cảnh hồ nước nóng này quá sức đối với cậu trong tình thế khó khăn cô giáo thông báo rằng có khả năng nhà trường sẽ phải rời lịch học sang kỳ nghỉ hè đám học sinh đều lên tiếng phản đối tất cả đều không chấp nhận đề xuất vô lý này của nhà trường để tìm cách giải quyết các học sinh xuất sắc nhất trong trường lần lượt thử sức đối đầu với nó nhưng tất cả đều bị hạ gục không thương tiếc, ngay cả Mai, người vốn luôn tự tin cũng bị nó đánh bại và bị tấn công đến mức khóc thét rồi bất tỉnh. Tình hình hiện tại đã trở nên thực sự khó nhằn. Sau một hồi suy nghĩ, Ichizu đưa ra kế hoạch cho mình và Mai tiếp cận nó dưới dạng một con ngựa. Ban đầu, mọi việc diễn ra khá suôn sẻ, nhưng lũ khỉ phá đám đã khiến kế hoạch bại lộ và Mai lại bị tấn công không thương tiếc. Lần này, cô phải rút lui, không thể tiếp tục chiến đấu. Mọi người quyết định thay đổi chiến thuật, sử dụng các cô gái còn lại để quyến rũ con khỉ bằng vẻ đẹp nóng bỏng của họ. Tuy nhiên, có vẻ như chúng không phải gu của nó, dù các cô nàng có cố gắng bày ra dáng vẻ quyến rũ thế nào, con khỉ vẫn không bị lay chuyển và từ chối thẳng thừng. Có vẻ như con khỉ chỉ có hứng thú với Mai, nên Ichizu đành phải năn nỉ cô quay lại chiến đấu lần nữa. Mai trách Ichizu vì đã không lo lắng rằng con khỉ tà dâm có thể tấn công cô lần thứ ba. Cậu liền trấn an Mai đừng lo, trước khi nó dám động đến cô, cậu sẽ phong ấn nó ngay lập tức. Trước lời hứa đầy thành khẩn của Ichizu, Mai cũng không tiện từ chối. Ichizu biết rằng lũ khỉ thường có hứng thú với những cô gái có vòng một đầy đặn, với khả năng vẽ như thần của mình, cậu nhanh chóng tạo ra những hình vẽ quả đào tiên cực kỳ hấp dẫn trên mông của Mai, không ngờ, kế hoạch tưởng như vô lý này lại thành công ngoài mong đợi, nhưng khi Ichizu chuẩn bị hoàn thiện phần phác họa, Mai vô tình làm đổ lọ sơn, khiến nó bắn tung tóe lên cuốn sổ thần thánh, nhớ đến lời hứa của mình, Ichizu không còn cách nào khác đành gọi ra con bạch tuộc khổng lồ, nhờ vào những vòi phun nước mạnh mẽ, hơn cả vòi xịt trong nhà vệ sinh, con khỉ đầu đàn tạm thời bị khống chế và Chi Du kịp thời lao đến đỡ lấy Mai trong tư thế ngầu hết chỗ nói. Nhân lúc con khỉ rơi vào thế yếu, mọi người đồng tâm hiệp lực, sử dụng các kỹ năng đặc biệt của mình để hạ gục nó. Sau khi đánh bại con khỉ đầu đàn, lũ khỉ con tiết lộ rằng thủ lĩnh của chúng bị vợ cắm sừng nên mới đến đây để giải tỏa căng thẳng, chứ không có ý định gây rối. Trách nhiệm của con khỉ đầu đàn là một người chồng tốt, nhưng nếu không thể thỏa mãn nó, thì dù có bị phong ấn cái hồ nước nóng, nó cũng sẽ không biến mất. Mọi người yên tâm, tất cả đã được tính toán kỹ lưỡng hy sinh Ichi du đẹp trai để giải quyết vấn đề là kế sách hoàn hảo nhất cả nhóm cười lớn chúc mừng Ichi du khi cậu bị gả cho con khỉ như một nàng dâu mới dù Ichi có la hét cầu cứu thì cũng không ai thèm đoái hoài thế là Ichi du bị con khỉ rước lên làm phu nhân sống một cuộc đời hạnh phúc mãi mãi bằng cách nào đó Ichi du thành công đào tẩu trở về đoàn tụ với các chị em đang ngày đêm mong nhớ hiện tại mọi người đang bị một cô gái trong câu lạc bộ kịch tra tấn bằng một vở kịch mới toanh mà cô ấy vừa viết xong thực ra câu lạc bộ này chỉ có duy nhất một thành viên không hơn không kém. Ước mơ lớn nhất của cô gái tóc xám là vượt qua vòng gửi xe của cuộc thi diễn kịch, nhưng đến 15 tuổi rồi mà ước mơ vẫn chỉ là ước mơ. Năm nay, cô ấy dồn hết tâm sức vào nó, tin rằng chỉ cần mọi người nhập tâm vào vai diễn, việc qua vòng loại sẽ dễ như ăn kẹo. Mặc dù cả nhóm rất muốn từ chối, nhưng do lỡ mượn trang phục của câu lạc bộ, bây giờ họ không thể không đồng ý. Ngay sau đó, cả đám bị lôi đi, biến hình thành những Samu dai thực thụ để phù hợp với vai diễn. Ngay cả cô bé Kuzumi vô tình đến chơi cũng bị lôi vào trở thành một diễn viên quần chúng cho đủ đội hình. Mina C miễn cưỡng tham gia vì bản tính đa nghi, lo sợ đám fan tôm sẽ xuất hiện và gây nguy hiểm cho mọi người. Sau nhiều buổi tập luyện gian khổ, cuối cùng cả nhóm cũng diễn tạm ổn, mặc dù tác giả đã nhiều lần ném kịch bản vào mặt Ichizu vì không đạt yêu cầu. Sau màn bóc lột lao động liên tục, đội kịch cũng coi như đạt yêu cầu. Vào ngày diễn ra cuộc thi, cả nhóm đều rất lo lắng khi phải biểu diễn vở kịch đầu tay đe dọa này. Khi họ bắt đầu nhập vai, cảnh vật xung quanh bỗng nhiên thay đổi nhanh chóng. Đúng như Mina C dự đoán, con phan tôm ẩn nấp bấy lâu đã hiện nguyên hình. Vì khán giả đang theo dõi chăm chú, cả nhóm không thể ngừng diễn nên họ quyết định lao vào tấn công con phan tôm theo đúng kịch bản. Khi trận đấu kết thúc, con phan tôm bị đánh bại và lộ diện, chính là bà chị từ câu lạc bộ kịch. Nhờ có sự giúp đỡ của mọi người, chị ấy tiết lộ rằng bản thân cũng là một con phan tôm, nhưng vì trách nhiệm với đoàn kịch mà đã phải cải trang thành học sinh năm 2 để tham gia. Chị chua xót thổ lộ rằng, dù đã cố gắng hết mình suốt 15 năm theo đuổi nghiệp diễn, nhưng chị chưa một lần nào được vào vòng trong mặc dù rất tiếc nuối vì tâm nguyện chưa được hoàn thành chị cũng đành chấp nhận sự thật rằng mình đã thua với tinh thần thượng võ chị cam tâm tình nguyện để mọi người phong ấn giúp chị đến tận cùng hành trình của mình không quên lời hứa sẽ tiếp tục vở diễn để giúp chị hoàn thành ước nguyện sau một thời gian miệt mài luyện tập với sự nhiệt tình của tất cả mọi người vở kịch kỳ ảo đó cuối cùng đã được thông qua và vào tận vòng chung kết khiến khán giả lẫn chúng tôi đều bất ngờ tuy nhiên bà chị chủ câu lạc bộ với lòng tham không đáy ngang nhiên phá vỡ hiệp ước và tiếp tục đòi hỏi mọi người phải làm việc không ngừng nghỉ Mục tiêu của chị là ép cả nhóm phải giành được chức vô địch kịch năm nay mới thỏa mãn tham vọng của chị. Vào sáng nay, Zuzu đang ngồi thư giãn thì bị Thánh nhà ta vô tình đạp chúng mà không có lấy một lời xin lỗi. Thánh đổ lỗi rằng tại nhỏ quá nên cậu mới không nhìn thấy. Dù có chút tức giận nhưng Zuzu không thể phản bác lại vì lời của cậu không hẳn là sai. Trong khi đang suy tư về thân hình bé nhỏ của mình, bỗng một cô phù thủy xuất hiện bên cạnh và hiểu được mong muốn của Zuzu. Cô phù thủy liền ban cho nhỏ cơ hội biến thành người với kích thước như người bình thường, nhưng với điều kiện nếu bị ai phát hiện Nhỏ sẽ hóa lại thành hình dáng cũ ngay lập tức, nhờ phép thuật của phù thủy, Juju biến thành một cô gái xinh đẹp. Juju lấy tên giả là Nezuno và gia nhập vào trường của thánh. Trùng hợp thay, thầy giáo lại xếp nhỏ ngồi ngay cạnh Ichizu, nhưng cậu hoàn toàn không nhận ra Nezuno chính là Juju. Lúc tan học, quên mất mình hiện tại không có cánh, Juju vẫn theo thói quen bay về nhà, suýt chút nữa hạ cánh khẩn cấp ngay tại chỗ. Vì ngoại hình quá đáng yêu, những anh chàng to lớn lập tức xuống lại mời nhỏ tham gia các câu lạc bộ như cầu lông, bóng bàn. Tuy nhiên Lần nào tham gia thì Juju cũng bị thất bại thảm hại, người chịu hậu quả cuối cùng lại chính là Thánh đen đùi. Để giúp cô bạn mới hòa nhập, Ichiju dẫn Juju tới ra mắt mọi người trong câu lạc bộ. Đứng trước cô nàng có khả năng đánh hơi phan tôm tài tình hơn cả thám tử. Juju lo lắng sẽ bị lộ thân phận nên đành bịa ra một câu chuyện bi đát về số phận bị cha mẹ bỏ rơi để đánh lạc hướng cả bọn. Nhờ vào diễn xuất không tì vết, cả đám tin sái cổ vào câu chuyện đáng thương của nhỏ. Vì muốn động viên Juju sau những tháng ngày khổ cực, cả nhóm quyết định dẫn nhỏ đi xem lễ hội pháo hoa vào tối nay đồng thời nhân cơ hội đó khảo sát xem có phan tôm nào xuất hiện không. Trên đường tới lễ hội, mọi người chợt nhận ra rằng Juju, người luôn bám sát Ichiju như hình với bóng, nay lại biến mất. Ichiju cũng nhận thấy cả ngày nay không thấy bóng dáng Juju đâu và cho rằng có lẽ nhỏ vẫn giận chuyện bị dẫm phải sáng nay nên không đi theo nhóm. Lễ hội pháo hoa hấp dẫn đến mức cô phù thủy cũng cưỡi chổi bay đến tham gia. Trên đường đi, cô phát hiện một con phan tôm pháo hoa đang muốn thực hiện điều ước của mình. Với bản tính lương thiện, phù thủy đã ban cho nó điều ước mà nó khao khát bấy lâu. Juju quen đi lại bằng cánh, hôm nay phải đi bộ nhiều nên cảm thấy mệt mỏi, chân tay ê ẩm. du nhận thấy nhỏ có điều gì đó khác thường, liền đề xuất cả nhóm nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi quay lại, cậu phát hiện rằng mọi người đã lạc nhau từ lúc nào không hay. Hai đứa đành ngồi nghỉ một lát, rồi sẽ đi tìm mọi người sau. du nhẹ nhàng xoa những vết thương trên chân của Juju, khiến nhỏ không khỏi xúc động. Bất ngờ từ trên cao, một con phan tôm pháo hoa xuất hiện và bắt đầu làm loạn, thu hút sự chú ý của mọi người. Không ai khác đó chính là con phan tôm được phù thủy ban điều ước lúc trước mong muốn lớn nhất trong cuộc đời nó là có thể tạo ra một vụ nổ pháo hoa hoành tráng nhất lịch sử nhưng nếu vụ nổ xảy ra ở cự ly gần như thế này chắc chắn sẽ gây ra thương tích cho tất cả mọi người xung quanh điều đó là không thể tránh khỏi tình thế cấp bách không cho phép con phan tôm này làm càn minase suy nghĩ đến việc sử dụng lửa nhưng cô nhận ra rằng điều này sẽ chỉ khiến con phan tôm phát nổ nhanh hơn mà thôi izumi lại nghĩ đến việc biến con phan tôm thành bữa tối của mình nhưng Mai lập tức ngăn cản cô ấy tuyệt đối không nên làm vậy nếu cô không muốn bị nổ tan xác. Ngay sau đó Mai kích hoạt hai quả đồi núi nhấp nhô để tạo ra một dòng nước dập tắt con pháo hoa đó. Nó bay lên cao hơn, khiến Mai không thể tiếp cận được. Ichiju dù đã quyết tâm ra trận tiếp chiêu, nhưng không may bị con fan tôm bắt cóc lên trên đó cùng nó. Trong tình thế nguy hiểm này, chỉ có duy nhất Juju biết bay và có thể tiếp cận con phantom. tôm. Không còn cách nào khác, nhỏ buộc phải công bố thân phận của mình để lấy lại đôi cánh huyền thoại và cứu nguy cho tình thế hiện tại. Nhờ vào đôi cánh huyền thoại, Juju dễ dàng tiếp cận con Phantom, nhỏ dùng những lời lẽ ngon ngọt để thao túng tâm lý con Phantom, dụ nó bay lên cao trước khi cho nó phát nổ. Màn pháo hoa đã bùng nổ trong ánh sáng chói lóa, nhưng Juju mãi vẫn chưa quay trở lại, khiến Du đau khổ khóc cạn nước mắt, tưởng rằng nhỏ đã xuất theo cú nổ kia. Nhưng thật ra, Juju đâu dễ hẹo như vậy, nhỏ chỉ đang trêu chọc để thử xem phản ứng của Du ra sao mà thôi. Cuối cùng, nhờ vào sự phối hợp ăn ý của cả nhóm, vụ nổ đã diễn ra an toàn, không ai bị thương và mọi người đều bình an vô sự buổi bắn pháo hoa vẫn tiếp tục diễn ra như kế hoạch cả nhóm cùng nhau ngồi ngắm pháo hoa vừa vui vẻ vừa hạnh phúc sau những ngày săn phan tôm mệt bởi hơi tai thỉnh thoảng cả nhóm lại dành thời gian rảnh để đi ăn lẩu nướng cùng nhau coi như phần thưởng cho những ngày vất vả sau bữa tiệc vui vẻ mọi người tạm biệt nhau ai về nhà nấy tối hôm đó Ichizu ngồi loay hoay sửa chữa một thiết bị nào đó và vô tình tìm thấy cuốn vở cấp một ngày xưa của mình đọc lại những bài tập làm văn từ thời thơ ấu bao nhiêu ký ức đẹp đẽ về tuổi thơ vô tư chật ùa về nhưng sáng hôm sau khi Ichizu tỉnh dậy, cậu phát hiện bộ quần áo của mình bỗng rộng thùng thình, không chỉ cơ thể bị thu nhỏ, mà cả ký ức của cậu cũng trở về như khi còn là học sinh tiểu học. Ichizu khoác cặp lên vai và đi thẳng tới trường tiểu học, và đúng lớp của Kuzumi. Khi cô giáo giả soát danh sách, rõ ràng không có học sinh nào tên Ichizu trong lớp một cả. Nghe cái tên Ichizu, Kuzumi lập tức nghi ngờ, và khi mượn cặp của cậu, cô mở ra xem cuốn sổ phát họa thần thánh. Không sai, đây chính là phiên bản mini của Ichizu. Nhưng dù đã biết rõ, Kuzumi cũng không thể làm gì hơn, chỉ đành đưa cậu tới trường và kể lại mọi chuyện cho cả nhóm nghe. Sau khi đối chiếu hình ảnh Ichizu lúc nhỏ, cả nhóm phát hiện cậu không khác gì so với bây giờ như hai giọt nước. Tuy nhiên, nguyên nhân vì sao Ichizu bị teo nhỏ lại vẫn là một ẩn số chưa ai giải mã được. Để giúp Ichizu nhanh chóng lấy lại ký ức, cô giáo đề nghị cậu hãy đi học trong bộ dạng mini này và cô sẽ lo mọi việc giải thích với mọi người từ A đến Z. Nhìn thấy Ichizu trong phiên bản độc lạ, các bạn học sốc đến mức không thốt nên lời. Còn mấy cô nàng thì không thể cưỡng lại sự đáng yêu và ngây thơ vô số tội của bé Ichizu. Tan học xong, cả nhóm rủ nhau đến nhà Ichizu với hy vọng tìm được manh mối về con Phantom, nhưng dù đã lật tung cả căn phòng từ trên xuống dưới, họ vẫn không tìm thấy dấu vết nào của nó. Mọi người bắt đầu suy đoán rằng con Phantom này chỉ xuất hiện vào ban đêm, nên bây giờ dù có cố gắng tìm kiếm đến mấy cũng vô ích. Cả nhóm lo lắng vô cùng khi nghĩ đến việc để Ichizu ở lại một mình trong đêm nay. Mỗi người đều có lý do riêng khiến họ không thể cho cậu ở lại nhà mình. Cuối cùng Mai dũng cảm sung phong đảm nhận nhiệm vụ canh chừng Ichizu để cậu không bị con Phantom bắt cóc trong đêm tối. Đầu tiên, Mai dẫn Ichizu đến trung tâm mua sắm để sắm sửa những đồ dùng cần thiết. Tuy nhiên với một con mọt sách chính hiệu như Ichizu, điều duy nhất mà cậu quan tâm là những cuốn sách hay ho. Sau một hồi vật lộn giữa biển người tại trung tâm mua sắm, Mai mệt mỏi đưa cậu về căn hộ của mình. Nhưng khi vừa bước vào phòng, Ichizu không thể không chê trách con gái gì mà ở phòng bừa bộn như thế này, nhìn không khác gì cái chuồng lợn. Sau hôm đó, chuỗi ngày làm bảo mẫu bất đắc dĩ của mai chính thức bắt đầu mỗi ngày mai phải lo liệu cho Chi du từ bữa ăn đến giấc ngủ từ sách vở đến quần áo công việc nhiều đến nỗi không thứ gì mai không phải tự tay làm cho cậu ba ngày đi học buổi chiều đi săn phan tôm còn tối đến lại phải chăm sóc thêm một đứa em lém lỉnh khiến cơ thể của mai ngày càng mệt mỏi và cả nhóm đều hiểu rằng bà chị này đang tiến dần đến giới hạn chịu đựng không thể để mai một mình gồng gánh cả nhóm bắt đầu thử mọi cách để giúp Chi du khơi lại ký ức Juju thậm chí còn lén đưa cho cậu xem tạp chí người lớn mà cậu từng mê mẩn, nhưng mọi nỗ lực đều vô vọng. Chiều hôm đó trên đường về nhà, khi đi qua công viên, du dừng lại và chăm chú nhìn một gia đình đang vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Trong ánh mắt cậu hiện lên niềm ao ước khó tả, biết rằng Mai đã phải chịu nhiều mệt nhọc vì mình, du bất ngờ đề nghị được đi làm thêm để giúp đỡ chị. Mai liền ngăn lại ý định đó của cậu, bởi không có một ông chủ nào ngốc tới mức thuê một học sinh tiểu học như cậu. Tối hôm đó, Ichizu ngoan ngoãn đánh răng và chuẩn bị đi ngủ như một cậu em trai dễ thương, nhưng khi Mai vô tình phát hiện ra sự thiếu thốn tình cảm gia đình của Ichizu, chị không khỏi xót xa. Mẹ cậu đã bỏ đi khi cậu còn nhỏ, còn bố thì bận rộn công việc, không có nhiều thời gian dành cho cậu. Ichizu luôn khao khát một gia đình trọn vẹn, nơi cậu có thể được bố mẹ dẫn đi chơi công viên như ngày xưa. Nhận ra điều này, Mai quyết định nghỉ làm thêm vào ngày hôm sau để dẫn Ichizu đi chơi công viên thỏa thích. Một hôm khi hai người đang chơi cầu trượt vui vẻ, bỗng nhiên một con fan tôm cát trỗi dậy từ đâu tức giận tấn công mọi người. Vì khoảng cách quá gần, Mai không kịp dẫn Ichizu chạy thoát, bị những đám cát cùng phong bao vây, Mai dũng cảm bảo vệ Ichizu và ngã nhào xuống đất khi bị con tôm đánh úp. Thấy con tôm định tiếp tục tấn công Mai, Ichizu vô cùng lo lắng, muốn lao đến cứu trị. Cậu hét lớn ước rằng bản thân không phải là trẻ con nữa, và ngay lập tức, cơ thể của cậu trở lại như trước, thành một chàng trai mạnh mẽ, mặc dù chỉ đang mặc một chiếc hố. Ichizu lập tức triệu hồi con bạch tuộc thần kỳ, nhờ nó xả nước để cuốn trôi con phan tôm trở về với đất mẹ mai được cứu nhưng khi thấy y chi du trần như nhộng trước mặt cô xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào cậu khi về đến nhà thay đồ y chi du bỗng chợt nhớ lại nguyên nhân mình bị biến thành bé nhỏ có lẽ là do bài văn tối hôm trước cậu đã đọc bài văn ấy kể về những ngày cậu còn là học sinh lớp 1, khi mà cậu luôn ao ước được bố mẹ dẫn đi chơi chỉ một ngày thôi cũng được có lẽ chính những mong muốn sâu thẳm khát khao được gần gũi với cha mẹ đã trở thành động lực khiến cậu hóa nhỏ để một lần nữa tìm kiếm cảm giác có cha có mẹ bên cạnh mình. Khi Mai đọc xong câu chuyện này, cô không khỏi xúc động đến rơi nước mắt. Cô không thể ngờ rằng một Ichizu bề ngoài luôn tỏ ra vui vẻ, mạnh mẽ lại chứa đựng những nỗi buồn sâu kín, không thể chia sẻ cùng ai. Ngày hôm sau tại sân trường, đội của họ đang có một trận chiến mãn nhãn với những con fan tôm vô dụng. Mai cùng Mina C tấn công dữ dội, trong khi Kuzumi đảm nhận nhiệm vụ hỗ trợ, trở lại màn kết thúc cho Izumi và Ichizu thực hiện tuyệt kỹ phong ấn. Chứng kiến trận đấu không một lỗi nhỏ, mọi người không ngừng khen ngợi, cổ vũ với tinh thần cần cù bù siêng năng theo lời dạy của thầy huấn chỉ sau 8 tháng cả đội đã bất ngờ đạt được thành tích diệt phan tôm cao nhất toàn trường không chỉ vậy mỗi người trong nhóm còn bắt đầu có những fan hâm mộ riêng tuy nhiên ichizu lại không có được may mắn đó trong khi các thành viên khác liên tục được xin chụp hình chung ichizu lại chẳng có ai tới xin chụp cùng khiến cậu không khỏi than thở cuộc đời thật bất công cùng lúc đó ở một nơi nào đó trong thành phố một con phan tôm bí ẩn đã ngang nhiên chặn đường ba thanh niên và chỉ trong một nốt nhạc hạ gục hoàn toàn cả ba sáng hôm sau cô giáo thông báo tin tức về những vụ tấn công của phan tôm trong thành phố gần đây theo cục tình báo liên bang con phan tôm này có tên là enizima một phan tôm sở hữu sức mạnh đặc biệt không chỉ có thể hạ gục đối thủ nó còn hút đi năng lực của người khác trước khi tìm ra cách tiêu diệt con phan tôm đáng sợ này cô giáo cảnh báo toàn thể học sinh phải cẩn thận đi đến nơi về đến trốn nhưng đời đâu dễ như mơ cái số đen thì tránh kiểu gì cũng không thoát trên đường từ trường về đội e bất ngờ chạm trán với con phan enizima nó đang hút năng lực của một cô gái bằng cách trao đổi qua đường hô hấp vừa cướp đi năng lực lại còn lấy luôn nụ hôn đầu đời của người ta sau khi nếm món khai vị con phan tôm liền quay sang nhóm ichizu để tiếp tục tấn công không thể để nó tự do hoành hành cả nhóm lập tức phối hợp chiến đấu ichizu và izumi cố gắng phong ấn con phan tôm từ xa nhưng trước khi kịp làm gì nó đã nhanh chóng thoát thân một cách an toàn không một vết xước nếu không tiêu diệt được con phan tôm này năng lực của những người bị hút sẽ không thể quay trở lại trước tình thế khó khăn cả nhóm đành án binh bất động chờ đợi kế hoạch cụ thể từ nhà máy ala city kể từ sau cuộc chạm trán đó con phan tôm như bốc hơi không hề xuất hiện trở lại một buổi tối khi ichizu đang mải mê nghiên cứu tài liệu điện thoại bỗng reo lên điều khiến cậu ngạc nhiên không tưởng là người gọi tới lại chính là mẹ cậu người mà bấy lâu nay bật vô âm tín mặc dù trong lòng vẫn còn chút thất vọng và tổn thương vì mẹ đã bỏ rơi cậu suốt bao năm nhưng với khao khát tình cảm của một người con ichizu quyết định tha thứ và đón nhận mẹ trở lại trong cuộc sống của mình từ ngày hôm đó Ichizu bắt đầu sống chung lại với mẹ. Mỗi sáng, cậu đều được bà đánh thức bằng tiếng gọi dịu dàng, bữa sáng do mẹ chuẩn bị thật ngon miệng. Bà chăm sóc cậu rất chu đáo, dường như muốn bù đắp cho những tháng ngày thiếu thốn tình cảm trước kia. Chẳng mấy chốc, tình cảm giữa hai mẹ con trở nên gắn bó, thân thiết như chưa từng có khoảng cách mười mấy năm xa cách. Kể từ khi Ichizu gặp lại mẹ, cậu dường như đã toàn tâm toàn ý dành hết thời gian và tình cảm cho mẹ mà quên mất cả nhóm bạn thân thiết. Hôm nay, khi cả đám đang bàn tán và trách cậu vì tội có mới nơi cũ, thì tình cờ nhìn thấy Ichizu đang đi dạo cùng người mẹ vừa mới nhận lại. Tuy nhiên, có điều kỳ lạ xảy ra khi Minase, với bản năng nhạy bén của mình, người thấy một mùi hương lạ trên người mẹ Ichizu. Để xác minh xem liệu người mẹ này có phải là một phan tôm giả dạng hay không, cả nhóm quyết định kéo nhau đến nhà Ichizu và tiện thể ăn chùa luôn bữa cơm thơm ngon do cô ấy chuẩn bị. Trong lúc ăn uống, mẹ Ichizu đột nhiên hỏi đây có phải là các cô con dâu tương lai của cậu không? Câu hỏi bất ngờ này khiến Ichizu tá hỏa, vội vã giải thích không phải như vậy. Tuy nhiên, các cô nàng lại tỏ ra khá thích thú với sự hiểu lầm dễ thương này của bà, còn nói họ không ngại cảnh chung chồng đâu. Không khí bữa ăn trở nên vui vẻ và ấm cúng, nhưng đột ngột bị gián đoạn khi Mai nhận được một cuộc điện thoại từ cô giáo. Cô thông báo rằng hôm nay có một người đăng tin tìm kiếm mẹ của Ichizu, người đã mất tích suốt một tuần nay. Điều này đồng nghĩa với việc mẹ của Ichizu hiện tại có khả năng cao đã bị Enjima, một phantom đáng sợ, đoạt lấy thân thể để đạt lấy mục đích của mình. Phát hiện Mai đã biết được sự thật, à Enjima không còn che giấu nữa. Ngay lập tức tung cú đá mạnh mẽ tấn công Mai, mọi chuyện vỡ lẽ ra, Enigma thừa nhận đã cướp lấy thân thể của mẹ Ichizu để có thể tiếp cận cậu và thăm dò, nhằm đoạt lấy năng lực triệu hồi tôm đặc biệt của cậu. Minase phản ứng ngay tức khắc, phun lửa tấn công ả à phantom, nhưng mọi đòn tấn công đều vô dụng. Trong lúc hỗn loạn, ả à Enigma bắt lấy Ichizu và lôi cậu ra ngoài. Khi mọi người nhìn thấy rõ, thì ả à đã đang hút sạch năng lực của cậu qua đường hô hấp. Hoàn thành xong mục đích, ả à tiếp tục bỏ trốn, giống như lần trước để lại Ichizu nằm bất động hôn mê trên mặt đất. Ngay cả Du cũng bị thương nặng khi cố cứu cậu đến mức ngất đi. Sau đó, cả nhóm lập tức đưa mẹ của Ichizu đến bệnh viện để cấp cứu. Mặc dù tính mạng của bà đã được đảm bảo, nhưng nếu chưa phong ấn được Enizima, bà vẫn chưa thể tỉnh lại. Tin tức về con tôm này bắt đầu lan truyền khắp nơi trên báo đài, tạo nên sự hoang mang trong cộng đồng khi biết rằng một tôm đáng sợ như vậy đang náo loạn thành phố mà không chút kiêng rẻ. Trong khi đó, Ichizu cố tỏ ra mình ổn, nhưng sâu thẳm bên trong, cậu cảm thấy đau buồn và thất vọng khi nhận ra rằng người mẹ mà cậu luôn mong chờ chỉ là một con phan tôm giả tạo trong lúc cậu đang chìm đắm trong nỗi buồn bất ngờ một ông chú xa lạ xuất hiện và ngỏ ý muốn nói chuyện với cậu thì ra đây chính là ông chú mà mẹ cậu mới tái hôn hai năm về trước biết rằng Ichiju luôn trách mẹ vì đã rời bỏ mình ông chú ấy đã đưa cho cậu xem cuốn sổ có chứa những bức ảnh chụp cậu và mẹ ông chú tiết lộ rằng mẹ cậu ngày nào cũng ngắm nhìn những bức ảnh này và luôn ấp ủ ý định quay về tìm cậu nhưng vì sợ cậu không tha thứ bà không dám đến gặp cậu qua cuộc trò chuyện với ông chú, tinh thần của Ichizu dần được vực dậy. Cậu nhận ra rằng, dù mẹ cậu đã rời bỏ cậu một thời gian dài, tình cảm của bà dành cho cậu chưa bao giờ phai nhạt. Nhìn thấy Ichizu dần lấy lại tinh thần, mọi người trong nhóm cũng cảm thấy an tâm hơn. Ở một nơi khác, Minase cùng các thành viên trong cục liên bang vẫn đang truy tìm tung tích của Enigma với hết công suất. Qua quá trình điều tra, mọi người nghi ngờ rằng thiết bị mà Juju mang về hôm trước chính là bộ nhớ chứa thông tin quan trọng về Enigma. Nếu họ có thể giải mã được những thông tin này, cơ hội để giành chiến thắng trong cuộc chiến lần này sẽ tăng lên rất nhiều. May mắn thay, con gấu Albert vốn ít khi thể hiện khả năng lần này đã không làm mọi người thất vọng. Sau một màn gánh tim còng lưng đầy ấn tượng, Albert đã giúp cả nhóm truy cập thành công vào dữ liệu của thiết bị. Thông qua dữ liệu, cả nhóm phát hiện ra Enigma không phải là một phantom tầm thường mà là một phantom đặc biệt được cường hóa bởi nhà máy với mục đích chống lại các phantom khác. Tuy nhiên, khi đã đủ mạnh mẽ, Enigma lập tức lật mặt phản bội lại nhà máy nhanh hơn chở bánh tráng rồi chuyển sang tấn công nhà máy để đoạt lấy các dữ liệu quan trọng. Cả đám chưa kịp đọc hết thông tin thì nhận được thông báo khẩn cấp rằng Enizima đang trực tiếp tấn công vào nhà máy. Với việc đã chiếm đoạt được năng lực triệu hồi phantom của Ichizu, nếu giờ đây Enizima có thêm dữ liệu về các phantom, ả à sẽ trở thành bà trùng quyền lực, có thể ra lệnh cho phantom bất kỳ lúc nào. Không còn thời gian để trần trừ, cả nhóm lập tức nhờ cô giáo chở xe với tốc độ bàn thờ lao tới nhà máy, quyết tâm ngăn cản hành động lộng hành của Enizima. Tuy nhiên, với sức mạnh đã được tăng cường từ việc hút năng lực của nhiều người, giờ đây Enizima đã trở thành một cao thủ ao trình, không hề e ngại bất kỳ ai. Dù cả đội E đã hợp sức tấn công, nhưng tất cả nỗ lực đều trở nên vô ích khi không ai có thể chạm nổi vào cọng lông tơ của Enizima. Thậm chí, họ còn bị ả đánh cho tơi bời, không còn sức phản kháng. Trong tình thế nguy cấp, Ichizu dù biết mình không còn năng lực chiến đấu, nhưng vẫn lao vào tấn công với hy vọng có thể làm gì đó. Tuy nhiên, Enizima dễ dàng né tránh và cười nhạo sự bất lực của cậu. Không chỉ dừng lại ở đó, Enjima quyết định sẽ kết liễu Ichizu trong hình dạng của mẹ cậu, trong tình cảnh tuyệt vọng, cô giáo bất ngờ tiết lộ một bí mật, có thể Juju chính là một bản sao do Ichizu vô thức tạo ra để kìm nén cảm xúc, và bên trong Juju có thể chứa sức mạnh bản sao của cậu, giống hệt như năng lực cậu đã bị đoạt mất, nếu muốn lấy lại sức mạnh đó, Ichizu chỉ cần hôn Juju một cái, giống như cách mà Enjima đã làm để hút năng lực. Dưới sự tấn công kịch liệt của Enizima Ichizu và Juju may mắn thành công trao cho nhau nụ hôn truyền sức mạnh ngay khi sức mạnh tràn về, du lập tức triệu hồi con cún cưng cùng con bạch tuộc phiên bản dậy thì thành công. Hai linh thú này lập tức lao tới tấn công tới tấp mấy con phan tôm tầm thường của Enigma, không để à ta có cơ hội phản kháng. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến. Dù Enigma có mạnh mẽ đến đâu, sức mạnh mà à sở hữu cũng chỉ là thứ ăn cắp, không thể bền vững. Hồi kết đã điểm, Enigma bị du đánh cho đến khi không còn sức lực, cuối cùng bị cậu phong ấn vĩnh viễn, không bao giờ có thể quay trở lại. Sau trận chiến. Mọi người vui mừng khi biến cố đã qua đi và Ichizu cũng đã tha thứ cho mẹ mình. Từ đây, giữa cậu và mẹ sẽ không còn bất kỳ sự hiểu lầm hay khoảng cách nào. Cuộc sống của mọi người dần trở lại bình thường và Ichizu cùng đội E vẫn vui vẻ bên nhau, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ con phantom nào dám gây loạn trong thành phố. Bộ phim đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì đừng quên cho mình xin một nút like, đăng ký kênh, bấm chuông để chờ những bộ phim mới nhất nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại.